Chào các bạn. Tháng 12 thường được coi là tháng của lễ hội Giáng sinh. Để có thể trò chuyện được bằng tiếng Anh về chủ đề lễ hội Giáng sinh, chúng ta hãy cùng nhau đi học từ vựng nhé. Lễ hội Giáng sinh trong tiếng Anh mình sẽ gọi là Christmas. Christmas. Đêm Giáng sinh. Christmas Eve. Christmas Eve. Ông già Noel trong tiếng Anh được gọi là Santa Claus. Santa Claus. Và ông già Noel thường sử dụng một chiếc xe kéo để đựng những món quà cho các bạn nhỏ. Chiếc xe kéo này mình sẽ nói là Sleigh. Sleigh. Nhắc đến Giáng sinh không thể không nhắc đến những cây thông, đúng không nào? Trong tiếng Anh, cây thông Giáng sinh là Christmas tree. Christmas tree. Những chú tuần lộc đáng yêu này Reindeer. Reindeer. Theo truyền thuyết, ông già Noel sẽ chui qua ống khói để vào nhà và tặng quà cho các bạn nhỏ. Ống khói của một ngôi nhà mình sẽ gọi là Chimney. Chimney. Ngoài ông già Noel, trong lễ hội Giáng sinh còn có một số nhân vật biểu trưng. Mình cùng gọi tên một số nhân vật này nhé. Người tuyết Snowman. Snowman. Hay là thiên thần Angel. Angel. Các chú lùn giúp việc cho ông già Noel được gọi là Elf. Elf. Bây giờ mình cũng hãy cùng nhau học tên một số món ăn thường thấy trong lễ hội Giáng sinh nhé. Chắc chắn không thể thiếu món gà tây quay rồi. Turkey. Turkey. Hay những chiếc bánh quy hương xinh xắn Gingerbread. Gingerbread. Những cây kẹo nhỏ có hình giống như một cây gậy mình sẽ gọi là Candy cane. Candy cane. Và đặc biệt lễ hội Giáng sinh thì chúng ta sẽ được ăn món bánh kem có hình khúc cây và tên của nó là Yule log. Yule log. Vào ngày lễ này, người ta có thể tặng những tấm thiệp Giáng sinh cho nhau. Christmas card. Christmas card. Hay những món quà Gift. Gift. Họ sẽ sử dụng những quả chuông để trang trí trong lễ hội này. Bell. Bell. Những chiếc tất hay vớ dài được coi là nơi để đựng quà cho ông già Noel. Stocking. Stocking. Những quả trâu được dùng để trang trí trên cây thông thì tiếng Anh gọi là Bauble. Bauble. Merry Christmas. Như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Merry Christmas. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh ấm áp và vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. See you in the next video.